Hello, xin chào các fly. Như phần trước, bay để giới thiệu cho các bạn sơ bộ về hoa lệ trụ Uji Tengen phải không nào? Và hôm nay chúng ta sẽ đến với phần tiểu sử cùng câu chuyện của anh ta. Hãy cùng bay phiêu lưu vào câu chuyện này nhé. Tiểu sử. Tengen được sinh ra ở một gia đình có đến 9 người con thuộc một gia tộc Shinobi. Gia tộc lụi tàn, bố của anh ta bị sang chấn tâm lý. Trong cơn hoảng loạn, ông bắt mấy đứa con tập luyện chết bỏ, như là bị ma ám vậy. Đến năm 15 tuổi, 7 anh chị em qua đời, chỉ còn anh ta và một đứa em trai áp út. Thằng em này nó lại lấy cái tên máu chó của ông bố, y như là bạn xa của hắn ta, giống hệt ông bố cả tính cách lẫn hành động. Suy nghĩ rằng cấp dưới chỉ là tốt thí, vợ cũng chỉ là cái máy đẻ. Nếu vợ chết vì phải hạ sinh người kế tục, thế cũng chả sao. Nó không xem trọng ước muốn và suy nghĩ của người khác gì cả. Tengen chả muốn như vậy, anh ta đã bỏ nhà đi bụi. Sau khi rời khỏi gia tộc của mình, Tengen đã đem mấy con vợ tìm kiếm Ubu Yashiki để tham gia vào sát quỷ đoàn. Anh ta sau đó tiếp tục leo lên các cấp bậc cao hơn cả quân đoàn và trở thành âm chủ. Câu chuyện Tổng Đà Phủ. Các bạn hãy đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Xem trang bị anime tối tân tại kênh Bay Store. Đọc Attack on Titan Season 4 và các loại truyện hắc não sau này tại kênh Bay Anime. Khi Tanjiro và Ginyu bị đưa ra xét xử, Tengen đã xuất hiện cùng với đồng bọn của mình với tư cách là một trụ cột. Khi nghe loang thoáng về câu chuyện đã xảy ra, dưới tư cách là một con người yêu sự đẹp đẽ, anh ta đã muốn cắt cái đầu của Neyuko một cách thật mỹ lệ. Vậy hãy để ta cắt đầu của ta một cách thật mỹ lệ. Ta sẽ cho các người thấy máu của ta bắn ra tráng lệ hơn bất kỳ ai khác. Vô cùng vô cùng vô cùng tráng lệ tuyệt vời. Sau khi Tanjiro giải thích rằng em gái cậu ta cóc ăn thịt người, thì anh ta lại thấy nhàm chán về cái sự giải thích đó, yêu cầu thằng nhỏ hãy chứng minh bằng một cách nào đó tráng lệ hơn. Câu chuyện của cậu đơn giản chỉ là một cái vòng lẫn qua lẫn quẩn. Ý là cô ta chưa từng ăn thịt người, không muốn ăn thịt người và sau này sẽ không ăn thịt người chứ gì. Đừng chỉ là nói bằng miệng như thế, hãy cho chúng ta một lời giải thích thiệt là mỹ lệ đi nào. Khi thành chủ Ubu Yashiki lên tiếng đồng ý, thì anh ta lại phản đối. Cóc thể có chuyện mà diệt quỷ nhân là chung thuyền với quỷ cả. Anh ta chán ghét cái việc đó. Tôi mỹ lệ phản đối, từ trong thâm tâm, lối suy nghĩ hoa mỹ của tôi là tôi chả bao giờ chấp nhận cái chuyện một con quỷ sẽ được một thợ săn quỷ mang theo đâu. Anh ta đỏ hoảng hốt khi biết được rằng Tanjiro Kugap kia đã được chạm mặt chủ quỷ Muyan. Trong số các trụ cột thì mồm của anh ta há to nhất. Khi xà trụ đè Tanjiro xuống mạnh như cảnh sát Mỹ đè mấy thằng cha da đen thì Tanjiro không thể thở, cũng không thể nhúc nhích được luôn. Nếu sử dụng hơi thở, mạch máu có thể bị vỡ tung. Tengen tỏ ra vui sướng khi biết điều này. Chà, vỡ mạch máu đó ư? Hay đấy, đấy là một thể loại âm thanh rất ư là mỹ lệ quá đi mất. Ôi, hãy vỡ đi xem nào. Sau khi xét xử kết thúc, thì anh ta được mời đi họp đảng bộ trụ cột. Vô hạn liệt xa. Dù không tham gia chiến đấu trong màn này, nhưng khi nghe tin về cái chết của Rengoku, anh ta đã trở nên trầm mặc suy tư. Vậy ra, đến một kẻ như Rengoku mà cũng thua một tay thượng nguyệt à? Phố đèn đỏ. Ở đầu trường, Tengen lao vào trang viên bướm bướm, bắt cóc hai con bé Naho và Oi để hỗ trợ ảnh thực hiện nhiệm vụ. Thời khắc này hai đứa còn lại khóc lóc van xin, còn Kanao thì không biết phải làm gì vì anh ta là một trụ cột. Sau khi nghe con bé Oi cầu cứu dữ dội, thì Kanao mới đánh liều chạy tới nắm tay Oi và kéo áo Naho giật lại, nhưng chả dám nói gì cả. Bị kéo lết đi một khúc khiến cho Tengen khựng lại. Đừng kéo ta một cách nhạt nhòa như thế, ngươi nghe mệnh lệnh rồi còn gì. Nhưng con bé này chả biết nói gì cả, làm cho anh ta điên tiết. Mẹ mày, nói cái con mẹ gì đi chứ, đồ cái thứ nhạt nhòa nhàm chán kia, mày thả ra nhanh còn kịp. Hai con nhỏ kia lập tức bu tới, bám đầy trên người Tengen như là khỉ đu cây dừa, làm cho anh tức tối. Này, mẹ cái lù quỷ này, cút cút ra, thôi cái trò khỉ gió này đi ngay. Ngay lúc đó, Tanjiro ngửi thấy mùi không hay, đã đến sau lưng, hét lớn ngăn cản họ. Thả bọn họ ra lập tức, anh làm cái trò gì ở đây thế hả? Anh muốn cái gì, tôi còn chiều. Sau khi nhận thấy một đám con gái và lễ anh ta,
Tanjiro bắt đầu băn khoăn, không biết bên nào mới là bên bị hại. Thằng cha đó bắt cóc đó, xin hãy cứu họ nhanh lên, hu hu. Mẹ cái con nhãi ngơ ngơ này, á hu hu hu. Tanjiro lao tới như điện, tính dùng thiết đầu công hút văng thằng cha ông chủ. Nhưng tuổi gì, anh ta đã biến mất như chưa từng được xuất hiện. Mọi đứa không liên quan đều té bình bình xuống đất như mít rụng. Tên ngu ngốc này, ta đây chính là cựu Shinobi Uyu Tengen-sama. Người được mệnh danh là người đàn ông hào nhoáng nhất cái vùng này. Mày nghĩ là ta sẽ bị một thằng nhãi con vắt mũi chưa sạch như mày hút vào đầu sao? Vì gái đâu phân biệt đúng sai, Tanjiro và các bạn gần mỏ lên cả chứ chả thèm trả lời câu hỏi của Tengen, khiến cho anh ta tức lột ruột. Chả ơi San và cô bé kia lại nhanh còn kịp. Phải đó, nhanh còn kịp, biến thái, máu thả họ ra nhanh. Mẹ mấy đứa nhà ranh này, chúng mày nghĩ là chúng mày đang nói xấu ai đấy hả? Ta là cấp trên đấy, là một trụ cột đấy, lũ đần thối kia. Tôi không hề chấp nhận ông anh là một trụ cột nhé. Làm trụ cột đã xin ý kiến tôi chưa? Hứ. Mày đừng có mà hứ với tao. Tao làm trụ cột mà xin ý kiến mày làm gì? Thằng nhãi ranh hạ đẳng kia, mày đã lắc não đều trước khi nói chuyện chưa đấy? Ta đây cần thành viên nữ cho nhiệm vụ sắp tới, vậy nên ta mới đến mời chúng đi nhẹ nhàng. Ta cóc cần sự đồng ý của Shinobu nếu chúng cóc phải là người kế nhiệm nhé. Nhưng Naho chan không phải là thành viên của diệt quỷ đội, cậu ấy còn không mặc đồng phục nữa kia mà. Vậy bố mày cóc cần. Anh ta thẳng tay quẳng con nhỏ từ nóc nhà bay xuống đất. May mà Tanjiro đỡ kịp. Ông làm cái trò con bò gì vậy? Hạ cái đồ vô nhân tính kia. Như mày thấy rồi đấy, tóm lại là ta sẽ mang con nhỏ này theo trong nhiệm vụ tới. Nó trông cóc hiệu dòng mấy, nhưng dù gì nó vẫn là thành viên của sát quỷ đoàn. Câu nói này khiến cho Aoi nhục nhã. Này, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, ai cũng có hoàn cảnh riêng của mình. Ông anh vui lòng đừng có chọc ngoáy vô tâm như vậy. Lần cuối tôi yêu cầu, ông thả Aoi ra nhanh còn kịp. Nhạt nhẽo, quá sức nhạt nhẽo. Trông các người nhếch nhác mệt mỏi ra mặt thế kia, lưới săn quỷ càng về sau càng yếu đuối hẳn, chẳng được như các anh hồi xưa. Tên game bắt đầu ra giọng như một bô lão, thất vọng về thế hệ trẻ hiện tại. Mà thời nào chả vậy, thời nào cũng thất vọng về giới trẻ hiện tại, he he. Bọn này sẽ thế chỗ Aoi-san. Từ đâu đấng heo và thánh nhè như được triệu hồi xuất hiện hai bên ông chủ. Ông đây mới về nhưng thừa sức lắm, cho ông tham gia đi. Thả ơi cha ngay còn kịp. Cả khi ngươi có là con quái vật cơ bắp nào đi chăng nữa, đừng hòng bước thêm, đừng nửa bước. Vậy ta mang bọn mày theo vậy. Nhưng đừng hòng cãi ta thêm lần nữa, đám thô lỗ kia. Vừa nói anh ta vừa tranh thủ vỗ mông bé Aoi thêm một cái nữa. Thế nào, đi đâu đây ông chú? Đến nơi hào nhoáng nhất Nhật Bản này, nơi quy tụ mọi ham muốn và thèm khát, phố đèn đỏ, nơi mà lũ quỷ đang cư ngụ. Lầu xanh nói thẳng là đến lầu xanh, đi đá phò mà còn văn vỡ. Mà lũ nhóc này, ta là thánh thần, các người là cặn bã, có hiểu chưa hả? Đó là điều đầu tiên phải nhớ khi sống trên cái cuộc đời này. Không nhắc nhớ thì khắc mẹ vào hộp sọ luôn cho chắc. Nếu ta bảo các ngươi làm chó, các ngươi phải làm chó. Nếu ta bảo các ngươi làm khỉ, các ngươi phải làm khỉ. Các ngươi phải luôn mua vua cho ta, trong tư thế không lưng quỳ rạp xuống đất và xin ân huệ từ ta. Cố hết sức mà khen ta, nghe rõ chưa, lục phố lạc. Ta nhắc lại lần cuối nè, ta là thánh thần. Một vị thần như anh thì cai quản điều gì ạ? Câu hỏi rất hay, Mi có tiềm năng đấy. Nè, câu hỏi gì ngu như heo. Ta là vị thần cai quản sự hào nhoáng, là vị thần của các lễ hội. Ổng là một thằng đần, cai quản mấy thằng đần như ổng chắc luôn. Ông đây là vua của núi đồi, hân hạnh được gặp ngươi thần lễ hội. Mày làm nhảm cái nhảm nhí gì vậy, tẩm thuốc quá đi. Chà nội, ông khác quá chứ con heo đó mà thấy tẩm ra sao. Cái cảm giác mà mình phải sống chung với đám người này thật khó tả. Có một nhà tử đằng cũng nằm ở phố đèn đỏ, chúng ta sẽ đến đó. Bùm, anh ta biến mất như chưa từng xuất hiện, khiến cả lũ sửng sốt. Ồ không, thì ra anh ta chạy nhanh đến mức mà cái bọn sát quỷ cùi mía này không nhìn thấy kịp. Anh ta chỉ còn to bằng hạt mè đen mà thôi. Vậy ra đây là sức mạnh của thần lễ hội. À không, ông ta là một trụ cột đấy. Nhanh lên con kịp tụi mày. Trên đường đến địa điểm này, Tengen tiết lộ rằng họ sẽ điều tra vụ mất tích của những người vợ anh ta trong phố đèn đỏ. Chà, sự thật là lũ trẻ đã vướng vào một rắc rối vô cùng lớn mà Uchi Tengen không hề nói cho họ biết. Nguy hiểm lần này thực sự là không thể lường trước được. Lần này họ sẽ gặp một con thượng quỷ trong số 12 con quỷ mặt trăng. Như lần trước, Akaya chỉ xuất hiện sơ sài, đã có khả năng tiêu diệt hết đội sát quỷ cùng một siêu trụ cột là Rengoku rồi. Lần này là đánh quỷ ngay trong chính hang ổ của nó.
Điều này cũng có nghĩa là con quỷ có thể dễ dàng trốn thoát với những con đường chỉ nó biết. Và khả năng lớn là nó có thể tránh được mặt trời dễ dàng nhờ địa hình, chứ không phải là chạy thục mạng như Akaya trước kia. Tuy nhiên, thời lượng của chúng ta đã hết rồi. Hãy cùng bay chờ trận chiến khốc liệt với một con thuyền quỷ vào tập tiếp theo nhé. Và bây giờ video của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Các bạn có thể xem lại các video trước trong kênh của Bay, xem và mua đồ anime tại kênh Bay Store. Và bây giờ thì bye bye. Bye bye bye. Cham cham.